rất đếm được ra nhiều quá rồi hết mệt chứ gì. Bình cho anh kia đếm nhiều hại sức khỏe rồi trong ăn mới ra sau. Ông Phú như một khi sáng dữ ngồi bây giờ chỉ bây giờ lai ông 2 tiếng anh đốt kia áo giờ thấm nè giờ mình ngồi mình vừa chỉ mà mình vừa lai được giảm 2 tiếng 3 ngày mình nhậu Phú ơi thêm nè thêm nè Phú nghe anh thêm bỏ chạy luôn nghe anh thêm bỏ chạy luôn Phú đây chắc thua nhiều quá không anh thêm nó nào không ý kiến ấy còn rồi quay qua bên đây chỉ nè Phú có kịp coi đâu chỉ có kịp coi đâu mà chửi chỗ này đỏ ngon là đỏ nhà hết là ngon chỗ này xanh ngon sao đỏ ngoài đỏ chỗ này đỏ ngon đỏ nhà thủ nhà thủ ngoài ăn hồ quê thủ quê ngồi ăn thôi chưa chưa hiểu thôi chưa hiểu được đánh lúc nào mới hiểu thì đã chết rồi hiểu thì đã chết rồi chết không hiểu được thì đã chết rồi chết trong gì hiểu được thì đã chết rồi hiểu được thì chết rồi thịt trong nó gì đâu hiểu được thì chết rồi chết thì trong nó gì đâu 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 vẫn đếm vẫn sẽ đếm lượng cái nào ông chiếu đây lượng ông ra trước hay là ông ra cái gì chiếu đây chiếu đâu xe ông chiếu bằng máu cái đỡ đâu thôi này sang ngon nó không giờ sang ngon anh không hiểu gì sao ngon cỡ nó vậy giờ đỡ nó hết giờ mà không phải đi quýnh người ta ba bốn rồi đi đi nó đi tính quà còn dương đi rồi Đạt ơi thêm ơi Đạt ơi tâm ca trong tay mạnh giết là phú rồi nên nếu con phú được quá đi dầu rồi đi dầu sử như bao giờ cái một dáng một lên không ai dỗ được cả phú nó phú bài rồi tội anh dỗ nãy giờ rồi lúc nãy anh đang nãy dỗ qua nó đập nữa rồi con công rồi buồn hai ba bốn mau bằng cờ quay đi các bạn và đập đi quá sáu bảy
Đâu? Còn nha. Anh tính thắng lại là nó chạy tiếp một khúc nữa. Rồi đơn giản. Bay qua đây luôn à? Bay qua đây, bay qua làm chung luôn á. 5 6 7 8 1 Em nghĩ sao anh mà yếu vậy? 3 Em quá yếu luôn. 4 Em quá yếu luôn. 5 Em quá yếu luôn. 6 Bảy Thùng dân. 5 8 Gì vậy? Ủa, anh ví dụ cái đó là sỉ được mà đấy. Yeah. Cái đó là sỉ được mà đấy. Sỉ được bắt con ấy cũng chết, bắt con cũng chết rồi. Mã sỉ là thua. Đúng rồi. Cái gì cũng chết. Em yêu lắm tiệt. Đủ đường chết. Xe em đi đâu? Dữ vậy. Lành lặn chống chống đỡ muốn xịt siro đi. Gãy tay gãy chân rồi nha. Em đi đâu? Anh nét ghê. Đẹp quá ha, đẹp quá ha, đẹp không? Sáng quá ha. Đẹp quá. Không có do điện thoại này xịn hơn á. Cá gì cũng cá. Cái độ phân giải nó nhìn là thấy là khác liền. Xịn sáng không? Nhìn độ phân giải là biết là sáng ha. Đập xe mình không khác là được. Xe đi xe đi họp rồi. Xe đi khác gì. Xe đi đâu vừa lại à. Thấy gì bắt rồi. Chưa thấy con nào vậy không, không con này xanh ngon nè, ở nhà ưu thế. Cái cũ là cái kẹo, cái kẹo kỳ quá ha. Tại đánh đâu đánh phải đầu tư thời gian, mà có 2 phút đầu tư thời gian là đúng kim trời ơi là trời. 2 phút sau nghỉ được thứ sau anh bo tay với em luôn. Không anh này ghê thấy gì không, giờ ngồi coi anh đua hỏi đúng kim ơi. Bỏ cái tay ra, bỏ cái tay ra. Trời ơi, đâu coi vậy mà kêu quánh tôi, quánh cái gì? Tôi kêu quánh tôi cái gì? Nhìn nè, nhìn nè. Gì hay chết vậy? Trời anh lâu quá, còn tâm tuần không đủ luôn. Cái tôi rầu quá, chạy vậy đó, chịu không được cũng phải chịu. Quá đông. Quá đông rồi. Ủa? Đứng đo hết, niêm phong tài sản hết. Không được. Bây giờ cũng vậy à. Thôi, anh chú lên tiếng rồi. 1 2 Con dữ sợ ta. 3 Chưa kịp bọt chạy mất rồi. 4 Chùa muốn biết rồi anh thấy cầu nó dở đẹp quá. 5
chưa có buồn thì không phải có đâu. Bây giờ tôi biết đâu, tôi nói cho anh biết. Cái gì nữa, chiêu này chào cô là... Sao quá à. Đâu mà sợ là giữ vai trò đây sao. Một con hai con mấy quá. Chúng ta quá áp lực quá ha. Chín quá đông luôn rồi, đông rồi. Đó, đi làm năm chốt là hết giờ chắc luôn. Mười một, mười hai, mười ba. Giết một con, hai, ba, cắt, phải phải còn đúng rồi. Đi khách chơi, anh kêu, anh kêu đi vô khách chơi. Bốn, trời dữ vậy trời. Tới năm thằng. Một, hai, ba, đúng không? Sắp xỉ. Trên nơi rồi. Gì vậy? Ủa này nhắn gì vậy? Làm mấy rồi? Không kia cũng chạy nhớ luôn. Anh ba à? Anh ba đồng hồ nó chạy. Đồng hồ nhảy ra không chạy hả? Chạy lên đó. Thôi đâu. Cái đứa khớp đó rồi. Nó bị bung á, chung lại nãy giờ có chạy mà. Mới cái đi. Ừ, đã mất hư mua cho cái mới cái gì đó. Đâu quá rồi. Quá rồi. Trời ơi, quay đẹp ghê. Quýnh đi gửi 3 phút rồi. Nên 3 phút rồi. À, 3 phút, 5 phút. Nó chết cái chỗ đây rồi, không có tin. 2 3 Nó chết cái chỗ đây rồi. Tiếp 4 5 6 7 8
Đâm ra quýnh bảo kìa. Dữ vậy trời. Ngồi đây nè bảo rồi đánh này. Đâm qua bê các bạn qua đây nè. Đó các bạn thấy kìa. Quay cho là ai quay mày mà cũng dở. Quay mày làm gì. Một mày chứ cũng mong mày quay. 13. Em lấy các bạn xong. Lấy các bạn để giữa nè. Ngồi cho mát nè. Đó các bạn ở đó lấy thêm cái ghế nữa. Uống như cờ hội là hai con sáp vô là uống yến. Rồi con về. Tốt nha, cử tí là bắt hay có ăn không, có chạy không? Chạy, mới thay đồ mới mà. Thay đồ mới à. Muốn mua đồ mà anh mua cho 5 cái đồ cho anh em đó. Ở đây rồi. Không thêm nữa hả? Ừ. Cho mình rửa lại nhé. Rồi, mất nước cho 2 cái. Rồi, về đi. Rồi, mua cho quay phim rồi. Rồi, bán đồ này anh nghĩ gì. Mất mua cho tặng anh 5 cái. Biết em rồi. Bây giờ. Anh chơi xíu. Quýnh gì quýnh sao đâu. Chơi đi. Đi lễ. Lễ bên đây là tại đua tốc độ quá. Tại vì cái lò xo đập mạnh quá nó buồn. Đồng hồ mới rồi đó, chưa đồng hồ cũ rồi vậy. Lò xo mà. Chưa kịp vô lên đập nó còn. Ở vậy mấy đồng hồ mà cũ cũ là một giây đi 4 lần nước. Lò xo nó giãn đập nhảy kịp. Không biết tướng đánh nó thế nào à? Em đi đâu? Không biết tướng đánh nó thế nào? Đi quá.
quẹ bao lớn không biết không biết được. Đúng ngon rồi, giờ đỏ ngon đó, nãy đỏ không ngon đó. Lời nguyên một không có tướng đánh như thế nào. Ba trời con lại em giống như thế anh đặt tiền bố hết rồi hồi cờ mình lại đây em ra mà khi nào ra luôn biết là mua qua từng quyền nói hết rồi bốn sao anh không có tướng đánh giống em ra rồi anh năm thiếu lắm đâu đó thấy là ai đâu thấy là biết cái gì đâu không thể tưởng đến như thế nào sao chưa thấy gì không thể tưởng đến như thế nào thấy không anh thấy lên đây cái ta xuống nhảy đây hả? À? Cậu nhảy đây nè, chắc luôn. Nhảy đây nè, chắc luôn. Rồi, tới không? Thôi. Giữ như vậy. Thôi. Không thể tương đối được. Gì vậy? Không thể tương đối được. Thôi. Cái gì? Thấy gì? Cô chưa? Không có con nào ra hết á. Anh nuôi giờ anh không ăn giờ anh không hay gì đi đâu
không là đánh văng ra thì phải lụm bỏ vô mới được có ủng hộ chứ vậy. Hồi nãy lấy ra là bỏ vô đó. Chưa lụm thì chưa cho gõ ủng hộ vậy thôi. Lụm xong với hai chục luôn hả? Kinh vậy. Thấy gì ghê vậy? Thằng này heo mà nhảy vô mà nhảy vô gà cho gà nó mỏi coi đi coi gà heo mà nhảy vô em đỡ được nào vậy đi cái giùm tao đây. Đúng rồi, đi giùm tao. Đi gấp vậy.
Rồi em đã bị bắt. Em không? Em đã bị bắt. Em
đồ có thằng chú là mình không sợ. Bây giờ đây nè, ai đâu? Được không? Được, có bạn ăn mến không? Cái này hay hơn. Ok nha. Tại vì đúng đúng, cái gì sai sai đúng không? Kinh quá. Đây. Đây có những đúng rồi mày. Có cái sữa. Ở đây luôn. Cái sĩ gấp cho nó kêu cả cái gì vậy? Đồ dữ đi ông nội. Không chiếu đây, không chiếu đây, không chiếu đây nữa, không chiếu đây nữa, đi đâu ông nội, trời, ông có cười này, tới chiếu đây đi đâu, chiếu đây đâu, hạ đi chiếu đâu ông nội, mà chiếu vậy, trời ơi, trời ơi, sao có chiếu đây được không, được không, chiếu đây được không, đó sao vậy? Không vậy mới hay á. Đó rồi, vậy mới có cơ hội. Chứ lại hai chỗ là không có cơ hội đâu. Chứ mày tiêu quá vậy. Chứ hết tao bị dụ. Ủa nó lăn ghê ta. Ủa chơi. Sáng lại là sai rồi, sáng lại là sai rồi. Phải lép lép mới được. Ừ, giờ sẽ lép trên giờ mới ăn được sáng là sai rồi. Anh nè, anh nè, nãy giờ lịch sử kể lại ai lép nữa, phải lỗ cây đâu mới được, lời cây dễ đi mà. À, xin về, xin về. Còn tính ăn mà anh nghe nói lỗ cây nữa. Rồi, em đem đủ rồi. Mới. Ơi, làm gì? Yếu đi đâu? Yếu, lớn, lớn. Đâu? Đâu?